một bài viết khác của tác giả dương quốc chính kính mời quý vị theo dõi sau đây học lịch sử như thế nào cho đúng mỗi khi viết về chế độ cũ phân tích thắng thua mình đều dựa vào các bằng chứng khả tín có dẫn nguồn và phân tích logic nhưng thế nào cũng có anh em thiện lành hay bò đỏ vào chửi mình hay phản biện đấy là thua thì thua, đừng có cố đổ tại lý do khách quan. Lịch sử thuộc về kẻ mạnh, thắng làm vua, thua làm giặc. Lịch sử không có chữ nếu vân vân, rồi chửi bới cái việc xét lại lịch sử. Suy nghĩ kiểu đó là không có tư duy lịch sử. Người ta học đọc lịch sử với mục đích là ôn cố tri tân, hiểu quá khứ để rút kinh nghiệm cho tương lai. Chính vì thế, học đọc lịch sử thì cốt lõi là phải phân tích dữ liệu, lật lên lật xuống các tình huống, sự kiện đã xảy ra, nếu thế này thì sẽ thế kia để phân tích các tình huống có thể xảy ra. Động cơ khiến người này làm việc kia là gì? Đại khái giống như người ta phân tích về một vụ án vậy. Đáng tiếc là việc dạy và học sử ở Việt Nam là thiên về học vẹt. Tầm chương chích cú, học thuộc lòng các sự kiện nên rất dễ nhồi sọ học sử kiểu đó khiến môn sử trở nên khô khang như học thuộc nghị quyết người học sẽ rất là chán việc học sử thay vì để đạt được mục đích ôn cố tri tân thì lại trở thành một cái môn để mà tuyên truyền nhồi sọ theo cái hướng mà người biên soạn sách sử muốn chính vì cái cách dạy và học như trên cho nên cái môn lịch sử trở thành một môn học thuộc lòng được nhét vào băng c thường dành cho những người kém tư duy logic còn nếu mà dạy và học theo ý mình viết thì môn lịch sử lại là môn khá khó vì cần kiến thức tổng hợp vì bản thân môn lịch sử nó đã đa ngành ngành nào mà chả có lịch sử và cái phần tổng quát nhất hay phải đưa vào sách giáo khoa thì sẽ liên quan mật thiết đến khoa học chính trị kinh tế vĩ mô và xã hội học như vậy môn sử là rất gần với môn triết mà giỏi được triết là phải thành bác học chứ không phải cái kiểu mà chẳng thi được vào khoa nào thì thi vào khoa triết như ở việt nam đâu Chính vì nhận thức đó cho nên khi viết về lịch sử mình thường chọn cách tiếp cận đa ngành. Tức là viết về sử nhưng lan mang đủ các môn trong đó. Thực ra cách viết của sử gia Tây bây giờ cũng vậy. Sách của họ chẳng biết xếp vào thể loại lịch sử hay khoa học hay chính trị kinh tế nữa. Ví dụ như sách của Jared Diamond hay là Juvan Noah Harari. Nhiều người trong số đó không được đào tạo ngành sử quay lại việc viết về chế độ cũ giai đoạn này không có bất cứ cuốn sách nào khách quan viết về cả bên đối lập đại khái sách đúng lề thì chủ yếu trích nguồn đúng lề nhất là nguồn cái kiểu mà hồi ký hồi ức của các cụ thì rất khó để minh định tác giả không dám trích nguồn của bên đối lập đặc biệt là nguồn của các tác giả việt nam cộng hòa sách của tác giả bên kia thì được phép trích nguồn từ phía cộng sản nhưng vì khả năng truy cập hạn chế do đa số tác giả ở nước ngoài nên vẫn có sự thiên lệch. Trước hoàn cảnh đó, mình phải viết về quá khứ giống y như là phân tích về một vụ án, từng là phải dựa vào các tư liệu đang có để dựng lên một bức tranh toàn cảnh, rồi chỉ ra các điểm mờ, điểm mù, điểm phi logic trong bức tranh đó để cùng thảo luận dựa trên phân tích logic để phục chế lại bức tranh rách nát đó để phân tích thì đương nhiên phải vận dụng đủ các môn khoa học và nhiều nhất là xã hội học tâm lý học và khoa học nói chung ví dụ phân tích động cơ khiến anh nguyễn tất thành ra đi tìm đường cứu nước khi đó cần dựa vào các chi tiết là bố anh bị đuổi việc gia đình hết chỗ dựa về kinh tế con cái phải xoay sở để kiếm ăn tiếp theo là câu hỏi tại sao tìm đường cứu nước lại phải xin học trường thuộc địa để ra làm quan cai trị cho tây nói cách khác là học để làm tay sai cho thực dân, đúng cách diễn đạt của sử gia cộng sản. Liệu có phải không xin học được trường đó nên anh mới bất mãn để đi tìm đường cứu nước không? Ví dụ khác về việc phân tích vụ anh Tám tự thiêu để đốt kho xăng chẳng hạn. Phân tích khoa học về sự cháy và khả năng chịu cháy của một con người thì đã thấy nó rất là vô lý, phi logic hay như cái chiến dịch Điện Biên Phủ, tại sao một đội quân chân đất lại bỗng dưng bắn pháo giỏi thế? Tại sao lại có thể tự chỉ huy trận đánh lớn cần phối hợp binh chủng là pháo binh và bộ binh? Tại sao chỉ dùng xe đạp thồ mà có thể đáp ứng đủ quân nhu lương thực cho cả một chiến dịch? Chúng ta đều cần có cái đầu óc logic, kiến thức về quân sự kinh tế thì mới phân tích để trả lời được các câu hỏi nêu trên. Còn vô số các vụ việc tương tự, nếu không xét lại không phân tích cái chữ nếu, không phân tích cái động cơ, không hiểu tâm lý học Thì làm sao mà có thể có được cái đánh giá cho nó thật sự khách quan đây Vậy mà anh em bò đó hay thiện lành đều nhảy vào phản biện rất là ngây ngô và gọn lõng Kiểu như là thua là thua, éo nói nhiều Gọi là bò thì lại làm mình làm mẩy, rạch mặt ăn vạ thế nhưng anh em lại dùng cái tiêu chuẩn kép để biện hộ cho cái việc nghèo đói của việt nam là đổ lỗi cho chiến tranh liên miên rồi bị thế lực thù địch bao vây cấm vận nếu mà ní nộn tương tự mình cũng sẽ phản biện là nghèo là nghèo ngu là ngu éo nói nhiều chân lý thuộc về người giàu thằng mỹ nó giàu nhất thế giới thì nó luôn đúng ờ tôi nói vậy đó có được không